đây một sáu thành viên để cho công bằng. Vậy thì chúng tôi xin rất là tiếc khi phải nói điều này. Vâng, xin mời các bạn đến một chúng mình fan play, chúng mình chỉ chọn ra 6 bạn thôi cho cân bằng của lớp D2. 6 bạn thôi nhắc bạn nhé. Lớp kia chỉ có 6 người nên lớp các bạn chỉ có 6 người thôi. Lớp 12 D2 đã đủ người, không chịu thua kém. Đủ người không? 12 D2 đủ rồi. Vâng, lớp 12 D2 đủ người. Như vậy là vẫn còn. Nếu mà thiếu cô chủ nhiệm vào kéo. Bao nhiêu là bao nhiêu rồi? Cô chủ nhiệm 12 D2 đâu? Còn chưa có trận nào mà lại cái không chuẩn bị nó lại sai như không chuẩn bị của trận này. Cô chủ nhiệm 12 D2 đâu vào kéo luôn đi. Ngoài việc kéo co thì các bạn học sinh, các bạn vận động viên nữ còn là những người mẫu chuyên nghiệp và các bạn luôn luôn là chăm sóc cho nhan sắc của mình. Mặc dù chúng ta là vận động viên rất là chuyên nghiệp. Từ từ thôi các bạn, cứ từ từ hết sức bình tĩnh và kiềm chế. Chưa kéo, bình tĩnh và kiềm chế.